Atichai gần như không có tình huống phòng thủ trong tình huống vừa rồi. Knock out, một chiến thắng knock out dành cho Bùi Phước Tùng, rất bất ngờ sau một góp mặt tại hội trường diễn ra các trận đấu tại bộ môn boxing tại trung tâm triển lãm và hội nghị Phoi Trang Va ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia, có ông Hoàng Quốc Vinh, vụ trưởng vụ thể thao thành tích cao 1 Tổng cục Thể dục Thể thao, Phó đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 32 cũng đã có mặt để cổ vũ cho các vận động viên của chúng ta. Và trước mắt sẽ là trận đấu của Bùi Phước Tùng, vận động viên được kỳ vọng mang về tấm huy chương vàng cho boxing Việt Nam trong ngày thi đấu hôm nay. Rất hồi hộp. Phước Tùng của chúng ta chính thức bước vào trận đấu chung kết với vận động viên Atichai của Thái Lan. Cú đấm vòng tốt của Atichai trong tình huống mà Phước Tùng đang áp sát, đấm thẳng tay sau là rất nhanh đến từ Atichai, cần phải đề phòng trong những tình huống đó. Tinh thần là rất tốt đến từ vận động viên của đoàn thể thao quân đội. Phước Tùng là vận động viên trực thuộc đoàn thể thao quân đội, góp mặt tại SEA Games 32 năm nay ở môn boxing. Đó là sự nỗ lực của Phước Tùng, rất nhiều những cú húc chính xác, những cú đấm vòng có điểm của vận động viên ở góc đài màu đỏ. Phước Tùng của chúng ta đã vượt qua vận động viên ấn tượng Mauginho của Moleste trong trận đấu bán kết với tỷ số là 4-1 để góp mặt trong trận đấu chung kết ngày hôm nay. Trong khi đó thì Atichai cũng là một vận động viên được kỳ vọng mang về tấm huy chương vàng SEA Games cho boxing Thái Lan. Vẫn là những bước di chuyển thường thấy của các vận động viên Thái Lan. Tùng của chúng ta thi đấu tốt trong nửa thời gian thi đấu của hiệp 1. Trong khi đó thì vận động viên Atichai của Thái Lan vẫn đang phòng thủ và chờ đợi cơ hội. Một cú đấm móc đi vào không trung của Atichai. Góp mặt trong trận đấu chung kết này thì Atichai của Thái Lan cũng đã vượt qua một võ sĩ rất mạnh là Lumban Tobing, vận động viên của Indonesia trong trận đấu bán kết. Nhưng trước mắt anh là Bùi Phước Tùng của Việt Nam, đối thủ hoàn toàn sẽ phải khiến cho anh phải tập trung thi đấu hơn. Một cú tay sau rất nhanh của Phước Tùng và có lực. Võ sĩ của Việt Nam đang thi đấu tốt. Tiếp tục là một tình huống áp sát đến từ Phước Tùng. Thời gian thi đấu của hiệp thi đấu thứ nhất không còn nhiều. Những cú ra đòn của Phước Tùng là rất nặng. Phòng
phòng thủ tốt trong tình huống vừa rồi với một cú left hook của Atichai. Đó là hiệp đấu mà Bùi Phúc Tùng đã thi đấu ấn tượng, nhiều đòn đánh được võ sĩ của Việt Nam đưa đến vùng mặt của Atichai. Những đòn đánh trúng đích và có lực sẽ là những điểm số mang về cho Phúc Tùng trong hiệp thi đấu thứ nhất. Cần phải có chiến thuật hợp lý, vì huấn luyện viên của Phúc Tùng đang dành những lời khuyên. Ban huấn luyện của đội tuyển boxing của chúng ta bao gồm các thành viên, đó là huấn luyện viên Nguyễn Anh Dũng, huấn luyện viên Nguyễn Thanh Hải và huấn luyện viên Nguyễn Như Cường. Bộ ba huấn luyện viên của chúng ta là những huấn luyện viên dày dặn kinh nghiệm ở bộ môn boxing. Và với kết quả mà các giám định vừa công bố, chúng ta có thể thấy được Phúc Tùng của chúng ta đang có lợi thế. Điểm số đang là 3-2, ba vị giám định chấm điểm cho Phúc Tùng cao hơn so với Atichai. Lợi thế cho Phúc Tùng của chúng ta để bước vào hiệp thi đấu thứ hai này. Body shot của Atichai. Sự nỗ lực thi đấu hơn đến từ võ sĩ của Thái Lan. Nhịp độ thi đấu của Phúc Tùng là rất tốt, nhưng phải tránh rơi vào những tình huống bị say đòn. Phòng thủ tốt của Phúc Tùng. Thì đấy, đây nỗ lực của Phúc Tùng. Mặc dù có được lợi thế trong hiệp thi đấu thứ nhất, nhưng điều mà Phúc Tùng mong muốn không phải là tích lũy điểm số. Bước lên sàn đấu là thi đấu hết mình. Đó là điều mà Phúc Tùng đang thể hiện. Vẫn đang là những giây phút thi đấu ấn tượng của võ sĩ góc đài màu đỏ. Cú đấm tốt trong tình huống cận chiến vừa rồi, trong tình huống áp sát vừa rồi, Phúc Tùng đã có được một cú vòng tốt. Sẽ là điểm số cho võ sĩ của Việt Nam. Cú tay sau bằng tay trái tốt của Atichai. Hãy đề phòng với những tình huống tay sau đó của Atichai. Trong trận đấu bán kết với võ sĩ của Indonesia, Atichai đã có rất nhiều những tình huống tay sau rất nhanh. Những bước di chuyển của Atichai linh hoạt giúp cho anh thực hiện được những đòn đánh và sau đó là di chuyển đến né tránh. Nhìn trước một Phước Tùng, huấn luyện viên của boxing Việt Nam thi đấu đầy ấn tượng và không cho Atichai di chuyển quanh vòng khán đài, quanh vòng sàn thi đấu. Một cú tay trước tốt của Phước Tùng, nhưng tình huống sau đó khi trọng tài đã can thiệp, anh đã tung ra những đòn đánh phạm quy, một chút nhắc nhở đến từ trọng tài. Không sao, Phúc Tùng vẫn đang thi đấu tốt, thể hiện tốt ở trong hiệp thi đấu thứ hai này. Vẫn là sự vùng lên đến từ Phúc Tùng, sự góp mặt của ông Hoàng Quốc Vinh trên khán đài cũng là một nguồn động viên đối với Phúc Tùng thi đấu tốt. Sau những phút thi đấu đã qua của trận đấu chung kết này, Atichai gần như không có tình huống phòng thủ trong tình huống vừa rồi. Knock out! Một chiến thắng knock out dành cho Bùi Phước Tùng. Rất bất ngờ. Sau một cú tay trước, đầy sức mạnh thì Atichai, vận động viên của Thái Lan được đánh giá rất cao, đã bị knock out. Hai cú thẳng tay sau đầy uy lực. Ba cú tay sau khiến cho Atichai đã bị buông tay và phải nằm sàn. Một chiến thắng knock out đẹp mắt của võ sĩ Việt Nam. Atichai không hề yếu. Atichai là võ sĩ rất mạnh của Thái Lan ở hạng cân dưới 71 kg.
Chúng ta kỳ vọng có được tấm huy chương vàng ở nội dung này nhưng không nghĩ là nó lại đẹp mắt đến thế. Phải nói rằng Atichai trong tình huống di chuyển, vùng tay của anh đã không dơ lên để phòng thủ. Và sau một cú tay sau rất mạnh bằng tay trái của Phước Tùng thì Atichai đã bị choáng. Và khi đã bị dồn vào góc võ đài thì những đòn đánh tiếp theo đã khiến cho Atichai đã phải nằm sàn. Một chiến thắng đẹp mắt của Bùi Phước Tùng. Các bác sĩ đang phải chăm sóc cho Atichai. Võ sĩ của Thái Lan là võ sĩ được kỳ vọng mang về tấm huy chương vàng. Người đã từng giành được tấm huy chương vàng Olympic trẻ năm 2018. Võ sĩ sinh năm 2000 của Thái Lan không phải là hạng xoàng đối với Phước Tùng trong trận đấu chung kết này. Nhưng tinh thần thi đấu cũng như sự nhập cuộc tốt, tất cả những gì đã diễn ra ở cả những phút thi đấu đã qua của trận đấu chung kết này, Phước Tùng gần như không cho đối thủ một cơ hội nào. Màn thể hiện tốt ngay từ khi trận đấu chung kết bắt đầu. Một chiến thắng ấn tượng của Bùi Phước Tùng, vận động viên của Việt Nam nhập cuộc tốt. Hai vị huấn luyện viên của Phước Tùng là ông Nguyễn Anh Dũng và Phạm Thanh Hải đã có những chiến thuật hợp lý để có thể mang về một chiến thắng knockout. Chuyên gia Uzbekistan cũng đã có mặt ở trên sàn đấu để động viên người học trò của mình. Atichai Phuensat là vận động viên trẻ của boxing Thái Lan, người từng giành tấm huy chương vàng Olympic trẻ năm 2018. Đó là vận động viên được đánh giá rất cao và là niềm hy vọng của boxing Thái Lan. Nhưng trong boxing không nói trước được điều gì. Một chút mất tập trung thôi, dính một đòn chí mạng đến từ đối phương sẽ phải nằm sàn. Một chiến thắng quá đẹp mắt và ý nghĩa của Bùi Phước Tùng trong trận đấu chung kết này. Chúng ta đã chờ đợi tấm huy chương vàng này quá lâu. Khi Nguyễn Thị Tâm đã phải dừng bước ở ngay trận đấu đầu tiên ra quân của mình, nhiều người đã nghi ngờ về việc hoàn thành chỉ tiêu của boxing Việt Nam.